Hơn 2 triệu liều vaccine AstraZeneca vừa về đến Việt Nam là số lượng lớn nhất từ trước đến nay thuộc hợp đồng đặt mua trước 30 triệu liều giữa VNVC và AstraZeneca dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế. Từ đầu tháng 7 đến ngày 30 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã vận động gần 500 khách sạn đăng ký làm điểm cách ly cho F1 với tổng công suất gần 20.000 phòng. Trong đó, 209 khách sạn với 11.350 phòng đã được thẩm định đủ điều kiện và đang triển khai hoạt động cách ly y tế. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, hàng triệu học sinh từ các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông cả nước bắt đầu gặp gỡ, sinh hoạt với học sinh các nội dung năm học mới. Thông tin từ các trường, công tác chuẩn bị cho việc dạy học online đã hoàn tất, sẵn sàng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 6 đến 18 tháng 9, các trường không tổ chức dạy học 2 buổi mỗi ngày, không sắp xếp thời khóa biểu trực tuyến giống hoàn toàn với thời khóa biểu học khi trực tiếp. Ông Lê Trung Kiên, trưởng ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng đã trao giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho LG. Theo đó, LG đầu tư tăng thêm 1,4 tỷ đô, nâng tổng vốn đầu tư tại Hải Phòng lên 4,65 tỷ đô và trở thành dự án có vốn đầu tư lớn nhất thành phố. Bộ Công Thương đã tiếp nhận hồ sơ yêu cầu điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan của Hiệp hội Mía đường Việt Nam và đại diện cho 6 công ty sản xuất đường mía trong nước. Trong 8 tháng năm 2021, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã rót vào Việt Nam hơn 2,4 tỷ đô, xếp thứ 3 về số vốn đăng ký trên tổng số 141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư chủ yếu vào các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, may mặc, tài chính ngân hàng, logistics, dịch vụ. Khu vực Đông Nam Á có thêm 70 triệu người mua sắm trực tuyến mới kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Số liệu trên vừa được đưa ra trong báo cáo hàng năm của trang mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook. Chi tiêu trực tuyến trung bình trên toàn khu vực Đông Nam Á trong năm ngoái là 238 USD mỗi người, tức là khoảng 5,5 triệu đồng, vượt xa dự báo trước đó và dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên vào cuối năm 2021. Hiện nay, mặc dù giãn cách xã hội nhiều nơi tại Úc, nhưng sản phẩm nước uống kiềm Ion, nhãn hiệu Fushiwa do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất theo công nghệ Nhật đã gây chú ý tại thị trường này. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Ả Rập Xê Út tại sân vận động Smoon Park với sức chứa 25.000 chỗ ngồi. Trước ngày thi đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo đã loại 2 cầu thủ để đăng ký danh sách 23 gương mặt tham gia cuộc đọ sức với đội chủ nhà. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thống nhất phương án hỗ trợ tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, miễn tiền thuê mặt bằng 6 tháng cho tiểu thương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Không chỉ các hộ kinh doanh buôn bán cố định, mà hộ hàng rong ở các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố đều được hỗ trợ miễn 100% tiền thuê mặt bằng từ tháng 5 đến tháng 10 2021, không phân biệt ngành hàng. Theo số liệu vừa công bố của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 8 tháng qua là 85.500 doanh nghiệp, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020. Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 43.200 doanh nghiệp, chiếm 50,5% tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực là bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 4.507 doanh nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo có 1.415 doanh nghiệp, xây dựng có 1.080 doanh nghiệp, khoa học công nghệ, dịch vụ tư vấn thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác có 732 doanh nghiệp, dịch vụ lưu trú và ăn uống có 700 doanh nghiệp. Cũng trong 8 tháng năm 2021, cả nước có 81.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là gần 1.133,4 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 598,9 lao động, giảm 8% về số doanh nghiệp, giảm 7,5% về vốn đăng ký và giảm 13,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Song vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đạt 13,9 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Các lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới tăng là kinh doanh bất động sản, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Vận tải kho bãi tăng 9,3%, thông tin và truyền thông tăng 5%. Xin cảm ơn cuộc đời về những gì bạn đang có. Cuối cùng, bạn sẽ có nhiều hơn. Nếu chỉ chăm chăm vào những thứ mình chưa có thì mãi mãi bạn vẫn là người thiếu thốn. Gương mặt luôn tươi vui, mỉm cười không có nghĩa là cuộc đời không gặp những khổ đau hay thất bại.
Nó chỉ chứng tỏ là bạn đã có đủ khả năng để vượt qua giới tinh thần lạc quan. Ghi nhớ là người mang lại niềm vui cho bạn là chính bạn, chứ không phải là người thân, bạn bè hay công việc. Hãy luôn mỉm cười với đời và với người, bạn nhé!